Xin chào Băng, chị là Mỹ Tâm, rất vui khi được biết em. Hôm nay chị rất là tiếc vì không thể đến tham dự cái buổi ghi hình của em được, nhưng mà chị cũng có kịp để quay một đoạn clip nhỏ để gửi đến em nhiều lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Băng. Em có nói rằng là bài hát Như Một Giấc Mơ của chị làm như đánh thức và làm cho em cảm thấy nghị lực hơn để vượt qua những lúc khó khăn. Nhưng mà thật ra chị nghĩ rằng là đó không phải là nhờ cái bài hát của chị đâu, mà là nhờ bản thân em là người đã thực sự nghị lực và thực sự bản lĩnh rồi, cho nên em mới có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Nên chị nghĩ rằng là chị sẽ tặng cho em một món quà, là chị sẽ hát bài hát này như là một lời chúc và cũng như là một lời mà cảm ơn em đã truyền cảm hứng đến mọi người, và chúc em luôn luôn sẽ là người tiếp tục truyền cảm hứng cũng như rằng là vui sống trong cuộc sống của mình và gặp nhiều may mắn. Đã cố gắng sống khi tình yêu